Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bất ngờ tại phiên tòa xử vợ chồng Trung Nguyên. Tôi vẫn thuyên vào cái vai trò của anh Đặng Lê Nguyên Vũ, vì thứ nhất khẳng định một điều là anh là người có tài. Trong cái việc mà công ty của anh thành lập năm 1996, lúc đó giữa anh và chị Thảo chưa kết hôn, và trong cái quá trình mà sóng gió thì anh cũng đã vững tay chèo đưa cái gia đình. Thì tôi vẫn giữ một cái quan điểm là có trong cái quá trình mà chia tài sản chung vợ chồng trong 5.600 tỷ đó, thì cái phần của anh Vũ sẽ nhiều hơn. Có bạn sẽ nói ném đá tôi là tại sao phụ nữ không tin phụ không 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 gọi là không binh phụ nữ, vì chị Thảo yêu cầu đưa được cái mức tỷ lệ chia theo tỷ lệ là 50-50%. Tuy nhiên các bạn ạ, mình cũng là phụ nữ và mình cũng là những người gọi là đi theo một cái quan điểm, đây là cái quan điểm cá nhân thôi nha, đừng có ai vội ném đá rồi cuối cùng tội nghiệp luật sư thu. Chúng ta có quyền đưa ra những cái quan điểm, mà quan điểm nó như thế nào thì đó cũng là còn chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện của tòa nữa. Chúng ta có quyền ngồi cà phê cà pháo cũng như quý vị và các bạn ở đây, tôi cũng có thể là nói cho quý vị và các vị feedback lại bằng cách là theo quan điểm của tôi thì chia 5 năm chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái số thông tin theo tinh thần của bài báo do ba phóng viên P Loan, M Vương và anh Trung. Ba phóng viên này sẽ viết cùng một bài. Hai bên yêu cầu gì về tài sản? Vợ chồng ông Vũ bà Thảo là doanh nhân nổi tiếng tạo nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên và cà phê Hòa Tan G7. Phiên tòa xử vụ ly hôn của ông bà thu hút sự quan tâm lớn của báo chí và cả người dân. Theo số liệu phía ông Vũ đưa ra thì số tài sản chung bao gồm cổ phần, tiền mặt, bất động sản có tổng trị giá là 8.400 tỷ đồng. Xuyên suốt vụ án, bà Thảo đề nghị trực tiếp nuôi dưỡng bóng con chung. Bà đề nghị chi 20% cổ phần để hoán đổi tiền cấp dưỡng cho 4 người con, để các con kế nghiệp sản nghiệp lâu dài của cha mẹ. Ông Vũ đồng ý cấp dưỡng 10 tỷ đồng năm cho 4 người con. Với 13 bất động sản chung có giá trị là 725 tỷ đồng, hai bên thống nhất chia 5 năm. Bà Thảo đề nghị bà sở hữu căn nhà ở đường Tú Sương do hiện tại bà và các con đang sinh sống. Đối với phần cổ phần của hai vợ chồng tại 7 công ty, bà Thảo yêu cầu hưởng 51% cổ phần tại 3 công ty. Còn lại 4 công ty còn lại bà đồng ý để ông Vũ sở hữu toàn bộ. Ông Vũ thì đề nghị chia cho mình 70% số cổ phần tại 7 công ty, số 30% cổ phần còn lại. Ông cũng đề nghị nhận và hoàn giá trị cổ phần cho bà Thảo. Ông Vũ muốn tiếp tục quản lý, điều hành tập đoàn Trung Nguyên. Trong khi đại diện Viện Kiểm sát thì đề nghị hội đồng xét xử phân chia tỷ lệ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty. Chúng ta biết rồi, ở một số cái nước phát triển, tỷ phú họ đều có công ty, và công ty đó thì họ sẽ sau khi mà công ty đủ lớn mạnh thì họ chia ra cổ phần, vợ bao nhiêu phần trăm và các con thì cũng được số cổ phần tương ứng với cái sự cái độ tuổi của các con. Và trong vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là cũng nên cho các con một số cổ phần, để nếu như trong trường hợp cái số tiền thì khi các con không có những cái điều kiện kinh doanh thì như vậy nó sẽ khó khăn. Còn nếu như trong trường hợp cái cổ phần của các con trong tổng cái công ty thì khi công ty phát hành chứng khoán chẳng hạn thì cái số cổ phần đó tăng lên thì điều đó sẽ có lợi cho các con. Tôi nghĩ rằng cái việc cho con bằng cổ phần nó sẽ tốt. Chiều ngày 1 tháng 3, hội đồng xét xử vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung vợ chồng giữa
bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, đã quay lại phần hỏi. Sau đó hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa để thu thập chứng cứ và sẽ mở lại vào ngày 27 tháng 3. Lý do bà Thảo đề nghị tạm ngưng. Khoảng 100 phóng viên từ các báo đến tham dự tại phiên tòa và đưa tin người dự tòa ngồi chật kín các hàng ghế. Theo chủ tọa, hội đồng xét xử tạm ngưng phiên tòa do cần yêu cầu các bên cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.102 tỷ đồng tại các ngân hàng mà ông Vũ có yêu cầu phản tố. Đồng thời, tòa cũng cần thời gian xem xét đề nghị về phía bà Thảo. Tại tòa, phía bà Thảo đề nghị tạm ngừng phiên xử để đưa Trung Nguyên Singapore vào khối tài sản chung và tài giải quyết trong cùng một cái vụ án. Đồng thời, bà Thảo đề nghị hội đồng xét xử xác minh và thu thập một số tài liệu chứng cứ. Thưa quý vị và các bạn, thì để một cái vụ kiện được xét xử thì chúng ta gồm có yếu tố là khách quan, toàn diện, đầy đủ và công khai minh bạch. Thế nhưng trong cái vụ kiện này vẫn còn có, ví dụ như trong trước đây thì tổng tài sản hai bên là đồng ý thỏa thuận chỉ chia là 5.600 tỷ thôi. Hiện tại thì phía ông Vũ đã yêu cầu đưa thêm là 2.102 tỷ vào, thì chắc chắn là cái con số này sẽ được hội đồng xét xử xem xét trong cùng một cái vụ kiện để cho nó mang tính đầy đủ. Cụ thể là yêu cầu ông Vũ cung cấp tài liệu là chứng cứ xác định số tiền theo phản tố là tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu các ngân hàng cung cấp số dư tại thời điểm hiện tại trong các tài khoản của bà Thảo mà ông Vũ yêu cầu. Yêu cầu của ông Vũ cung cấp tài liệu chứng minh đã đóng góp phần nhiều hơn vào việc tạo lập 90% số cổ phần tại công ty đầu tư Trung Nguyên là TNI, 30% cổ phần tại công ty tập đoàn Trung Nguyên TNG, 15% tại công ty cổ phần Hòa Tan Trung Nguyên IC. Ngoài ra, thu thập bản gốc các tài liệu về đăng ký kinh doanh của ông Vũ từ năm 1996, tài liệu về việc chuyển đổi từ hợp tác xã xí nghiệp cà phê Trung Nguyên thành công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Trung Nguyên vào năm 2002. Tôi xin dừng lại một chút để trình bày vấn đề này. Như quý vị và các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp chúng ta tại tòa chúng ta đưa ra một cái chứng cứ cho rằng công đóng góp của ông Vũ trong khối tài sản này nhiều hơn, đặc biệt rằng là luật sư đã đưa ra, là người đại diện ủy quyền đưa ra rằng là cái việc mà công ty Trung Nguyên có trước thời điểm, trước thời kỳ hôn nhân là năm 1996. Tuy nhiên để được cái việc mà công ty Trung Nguyên được thành lập năm 1996 hay không thì phải có cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Và các bạn biết rồi, trong cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì có đăng ký thay đổi lần thứ nhất, đăng ký thay đổi lần thứ hai, đăng ký thay đổi lần thứ ba. Nếu như trong trường hợp có thể là đăng ký thay đổi lần thứ 10, lần thứ 20, và để chuẩn xác nhất thì sau khi cái lời khai của người đại diện ủy quyền của ông Vũ là công ty của ông Vũ được thành lập trước thời kỳ hôn nhân năm 1996, ông bà được kết hôn năm 1998, và công ty chỉ có hai cổ đông, hai cổ công ty trách nhiệm hữu hạn đó, thì gồm có ông là người đại diện pháp luật, còn bố ông. Thì như vậy chúng ta phải, tòa phải có một cái văn bản hỏi sở kế hoạch đầu tư. Trong này thì tôi cũng không biết luôn, vì nếu như trong trường hợp công ty của ông Trung Nguyên này được sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ hỏi ở sở kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh, còn nếu như trong trường hợp công ty mở ở Đắk Lắk thì chúng ta sẽ hỏi sở kế, tòa sẽ có văn bản hỏi sở kế hoạch đầu tư của tỉnh Đắk Lắk các bạn nhé. Về tranh chấp liên quan đến cổ phần chung của hai vợ chồng tại công ty Trung Nguyên Singapore, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tách ra. Do đó, khi phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh đã không đề nghị hướng giải quyết. Hiện tại, Tòa án Singapore đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án liên quan đến công ty này.
chờ kết quả vụ ly hôn và tranh chấp tài sản mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết. Chia sẻ sau phiên tòa, bà Thảo nói: những cái mà truyền thông đưa không đúng, không chính xác, thậm chí sai lệch nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến uy tín và an nguy của tôi. Để quyết định của tòa không bị cảm tính, đưa ra phán quyết đúng đắn nên tôi đề nghị cung cấp đầy đủ chứng cứ. Chúng ta biết rồi, cũng phải thôi. Trong cái vụ ly hôn và tranh chấp tài sản có một cái góc nọ nhỏ như thế này các bạn ạ. Nếu như phía bên nguyên đơn, bị đơn khai rằng chúng tôi có tài sản ở Việt Nam và chúng tôi có tài sản ở nước ngoài, thì tòa án Việt Nam phải ủy thác ý kiến rằng cái bất động sản, cái tài sản ở nước ngoài để hỏi ý kiến và sau đó sẽ định giá để chia trong cùng một vụ kiện. Còn nếu như trong trường hợp tách cái vụ kiện ra thì chúng ta tòa sẽ ra một cái phán quyết là đình chỉ cái vụ kiện mà trước đây nguyên đơn do cái người đương sự đó nộp mà không đóng tiền tạm ứng án phí, hay là họ do tự nguyện rút cái yêu cầu này, thì tòa án phải mạnh dạn ra quyết định đình chỉ cái phần liên quan tới cái tài sản của hai vợ chồng ông bà tại Singapore. 2.102 tỷ đồng đang ở đâu? Tại phiên tòa chiều ngày 1 tháng 3, ông Vũ trình bày ông giữ nguyên yêu cầu phản tố đối với số tiền là 2.102 tỷ đồng trong khối tài sản chung vợ chồng mà ông yêu cầu chia. Về số tiền tranh chấp này, khi phát biểu quan điểm vụ án chiều ngày 25 tháng 2, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không xem xét do trước đây ông Vũ đã rút nhưng tòa chưa có quyết định đình chỉ. Vậy nha quý vị và các bạn, nó giống như cái vụ mà trước đây mà hai bên là khai là có một cái tài sản ở Singapore và cuối cùng không có đóng án phí và tòa sẽ không xét. Tuy nhiên là cái đối với cái phần mà tài sản ở Singapore này thì chưa có quyết định đình chỉ. Theo Viện Kiểm sát, tuy tại tòa phía ông Vũ vẫn yêu cầu phân chia số tiền này nhưng do chưa đảm bảo về tố tụng, chưa thu thập được chứng cứ đầy đủ nên Viện Kiểm sát cho rằng chưa có đủ cơ sở vững chắc để giải quyết trong vụ án này. Thì thông thường thì có hai cách thôi quý vị và các bạn. Nếu trong vụ này 2.102 tỷ các ông các bà quyết định đưa vào và ý chí của họ là đồng ý đưa vào để tòa giải quyết luôn trong cùng một vụ kiện thì đồng ý. Còn nếu như trong trường hợp khác thì tòa sẽ tách 2.102 tỷ trong một cái vụ án khác. Tôi có một cái vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung vợ chồng là như vậy đó quý vị. Trong cái vụ ly hôn này thì họ có tổng cộng là 3 công ty và rất là nhiều tài sản và đất đai. Thì khi mà cái vị hai cái vị này thỏa thuận rằng là đối với một công ty số 1 thì chúng tôi sẽ xác định đưa vào được xem là tài sản chung vợ chồng, đối với công ty thứ hai và công ty thứ ba chúng tôi không yêu cầu và chúng tôi tự thỏa thuận các bạn nhé. Theo xác minh mà hội đồng xét xử công bố tại tòa, năm 2015-2016 số tiền còn lại tại ba ngân hàng là Exim Bank, BIDV và Vietcombank đứng tên bà Thảo gồm 654,2 tỷ đồng, 9,3 triệu euro, 2,3 triệu GBP là đồng bảng Anh, 28,9 triệu USD, 5,1 triệu Australia đô la Úc và 1.000 lượng vàng, 10.000 lượng vàng. Tuy nhiên đại diện bà Thảo cho biết số tiền đó được xác minh vào năm 2016. Sau thời điểm đó thì số tiền hiện không còn. Xác định số tiền để chia thì phải xác định hiện tại có còn hay không, chứ không thể chọn vào thời điểm trong quá khứ. Ví dụ con anh đi học bao nhiêu tiền một năm, chị Thảo chuyển tiền cho bà nội gần 1.000 tỷ đồng. Xem dòng tiền như thế, đồng tiền đi đâu, tiền phải có cổ tức hay tiền riêng, không thể giải quyết trong vụ án này được, vị đại diện của bà Thảo nói. Tại phiên tòa chiều qua, phía ông Vũ cho biết vào năm 2018 có thông tin xác minh từ ba ngân hàng trên rõ ràng tiền vàng ngoại tệ là con số rõ ràng.
Do yêu cầu phản tố về khoản tiền này chưa bao giờ đình chỉ, ông Vũ đã nộp tiền tạm ứng án phí đối với việc tranh chấp khoản tiền này nên đề nghị tòa tiếp tục giải quyết. Đúng không quý vị và các bạn? Bị đơn phản tố cho rằng là tòa ơi, ngoài 26 cái tài sản kia chúng tôi còn vàng, còn euro, còn Australia, đô Úc, rồi bảng Anh, rồi vàng. Tôi đã nộp tiền tạm ứng án phí, chi phí tố tụng rồi đó. Tòa phải xét chứ, tôi chưa có đơn rút mà. Về phía ông Vũ cho rằng từ năm 2005 đến nay bà Thảo không đóng góp vào tài sản chung bất động sản cùng ông Vũ hay có mua cổ phần hoặc cổ phiếu gì đến tất cả các công ty của tập đoàn Trung Nguyên. Trước khi vợ chồng góp vốn không có thỏa thuận tài sản chung hay tài sản riêng. Thưa quý vị và các bạn, người giàu họ có cái hay của họ, mà khi mà họ đi khởi kiện ở tòa thì chúng ta mới biết những cái góc khuất của họ. Thôi thì chúng ta là những người lao động làm công ăn lương, chúng ta quyết định, và tôi thì làm luật sư giỏi về chuyên môn thôi, giúp cho quý vị và các bạn để những lúc trà dư tủ hậu cũng có những vụ kiện mà liên quan đến những cái trình tự thủ tục như là đóng án phí, như là thẩm định giá trị tài sản, như là quyết định đình chỉ vụ án hay là tạm ngừng phiên tòa theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, thì tôi sẽ đưa ra những cái quan điểm trong chương trình Dân ta phải biết luật ta để cho quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Và nếu như trong trường hợp có người thân, người nhà, bạn bè của chúng ta vướng vào trường hợp ly hôn và tài sản chung vợ chồng, thì chúng ta cũng có thể khẳng định rằng tôi nghe ở chương trình Dân ta phải biết luật ta, ở chỗ chị Thu á, chị phân tích cũng vấn đề này, đâu vô trong coi, lục lại coi đi, hình như là nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà bạn bè mà đi lục ở trên báo hoặc đi tư vấn luật sư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với tôi trong suốt thời gian qua. Tôi có rõ một cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, hy vọng là chương trình này sẽ thuần luật, không nói về những vấn đề khác. Và kênh luật sư Thu Đoàn cho đến thời điểm hiện tại vẫn post video. Tuy nhiên từ từ tôi sẽ rút ra và đúng trở về với cái bản chất của tên cái kênh là Dân ta phải biết luật ta các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.